Một chưa? Hả? Ngày mai một chưa? Sáng hôm qua lại chưa? Không biết nữa. Nó mới ghé tìm coi. Ủa hôm bữa anh thấy nói đâu có ai đâu. Mình lát nó ghé coi. Đi tìm này phải không? Ủa, tưởng tìm nó có đồ vặt để mua chứ. Minnesota Home gì đây, sao này hả? Mình vô đó một lần, nó như cái zoo ha. Đồ mua Halloween nhìn mà gớm. Mùi, ba cái mùi nó chắc á. Mũi em nó quá sensitive. Còn sáng nay vắng rồi vậy, sắp sửa đến giờ về rồi. Con nằm đây ngủ ha. Đi vô chợ hả? Ừ. Nằm vô chợ luôn hả? Thôi, hai cha con đây đi. Hai cha con đây đi, để nó đi mình cho. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ho. Tôi nhức đầu nghe. Đầu thì chứ.